gia đình nhà ghi hài ước. Xin chào mọi người, hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi thăm anh bạn ghi mập ú của tôi nha. Anh bạn của tôi kia rồi, bị vợ đuổi ra khỏi nhà hay sao mà nằm ngủ ngoài cửa thế kia nhỉ? Này anh bạn ghi mập ú. Này anh bạn ghi mập ú. Gọi gì đây? Ghi mập ú ơi. Anh bạn tôi ham ngủ quá. Ê, và bạn ghi đâu rồi? Ê, gọi nói chuyện mà thờ ơ thế. Này, trả lời đi chứ. Tỉnh ngủ chưa? À, ăn chơi gớm. Sơn cả móng tay luôn nè. Vô duyên thế nhỉ. Nhìn đéo rồi. Yêu của em ơi. Ô, và ông gọi vô phòng mà ông bạn tôi tính đi đâu thế kia? Ơi, vô phòng với em chút nào. Ê, đi vô phòng đi chứ. Sao rồi anh bạn? Vô phòng vợ sao mà đi ra lại mấy thế kia? Đau lưng, mỏi gối, tê tay. Yếu thế ông bạn. Về Vũng Tàu với tôi không? Để xem nào. Ở đó có bác sinh không? Có nhé, về làm viên viên cho tôi đi. Tôi giới thiệu gái sinh cho nhé. Ê, móng tay sơn đỏ thế này không ổn rồi. Móng tay sơn đỏ thế này thì gái Vũng Tàu nó tưởng ông bạn là dân thứ ba đó. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của team chúng mình nhé. Hãy nhớ đăng ký kênh Viral Dog và chờ đợi những video thú vị tiếp theo nhé. Yeah.